Thưa các bạn thân mến, sáng 6 tháng 3 tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Mão 2023 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại khu danh thắng Tây Thiên, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7, người có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, xây dựng đất nước. Lễ hội năm nay được tổ chức với phần lễ gồm lễ cáo, lễ rước kiệu, lễ khai mạc, lễ dâng hương và lễ tạ. Phần hội có nhiều hoạt động như trưng bày triển lãm chuyên đề Tây Thiên một cõi thiêng, hội chợ thương mại du lịch giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ô cốp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng du lịch được sản xuất từ các làng nghề tiêu biểu, đặc biệt có rất nhiều sản phẩm mỹ nghệ, tái hiện lại hai di sản và bảo vật tháp gốm Men Chùa Trò và di tích quốc gia đặc biệt do công ty mỹ nghệ Hải Âu sản xuất và phục dựng trưng bày tại lễ hội, mang đậm bản sắc văn hóa và tôn vinh giá trị di sản đang có của Vĩnh Phúc, được rất nhiều du khách tham quan và chiêm ngưỡng. Ngoài các sản phẩm quà tặng mỹ nghệ còn có rất nhiều sản phẩm ẩm thực của người dân Tam Đảo, liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng gắn với thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên thu hút 29 câu lạc bộ đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái và Đắk Lắk tham gia. Bên cạnh đó, huyện Tam Đảo còn tổ chức giải bóng chuyền, vật dân tộc, các trò chơi kéo co, cờ tướng, nhảy ba bố, hội thi làm bánh chưng, bánh giò, bánh dày, nấu cơm, hội trại văn hóa các xã.